Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Mường Lát sơ tán hàng trăm hộ dân, nhiều bản làng bị cô lập. Theo ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt, sạt lở, thiệt hại tại nhiều địa phương như Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa, Yên Định. Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho biết, mưa lớn dài ngày, đặc biệt trận mưa vào đêm 21 tháng 9 đã gây sạt lở tại nhiều điểm trên địa bàn huyện. Trên quốc lộ 15C, đoạn qua các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Phù Nhi và thị trấn Mường Lát có nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông trên tuyến. Trên đường tỉnh lộ 521E, đoạn qua địa bàn các xã Quang Chiểu, Mường Chanh bị sạt lở. Đất đá tràn xuống mặt đường. Tại các ngầm tràn, mực nước dâng cao, có nơi mực nước lên đến gần 1 mét, khiến nhiều bản làng bị cô lập. Đặc biệt, trên địa bàn xã Mường Chanh, Quang Chiểu, nước lũ từ thượng nguồn biên giới Lào đổ về, khiến mực nước ở suối Sim dâng cao, chảy xiết, gây ngập nghiêm trọng đường tỉnh lộ 521E, giao thông bị tê liệt. Trước tình trạng trên, huyện Mường Lát đã tuyên truyền vận động nhân dân di rời 245 hộ dân với 1.009 nhân khẩu ở những khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn. Mưa lớn cũng khiến sạt lở đất vào khu ký túc xá học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Lý. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã di rời khẩn cấp hơn 200 học sinh đến nơi an toàn. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong ngày 21 và 22 tháng 9, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn, gây sạt lở đất, làm thiệt hại một số tài sản công trình công cộng và nhà dân. Trên địa bàn đã có 21 nhà dân bị sạt lở đất, trong đó tại xã Na Mèo có 10 nhà, xã Sơn Điện có 2 nhà, xã Sơn Thủy 1 nhà, xã Tam Thanh 5 nhà, xã Tam Lư 1 nhà, xã Sơn Hà 1 nhà và thị trấn Sơn Lư 1 nhà. Ngoài ra còn xuất hiện vết nứt dài khoảng 300m, rộng 50-70cm ở phía sau đồi bản Cha Khót, xã Na Mèo và có nguy cơ cao ảnh hưởng đến 8 hộ dân với 34 nhân khẩu. Đặc biệt, tại xã Sơn Thủy, nước lũ đã cuốn trôi 3 vị trí gồm 6 cột điện trung thế 35kW. Ở gần bờ sông Luồng, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thủy cũng đã di rời 14 hộ dân và một xưởng chế biến lâm sản có nguy cơ sạt lở đất đá cao, đe dọa đến tính mạng của người dân. Hiện nay, một phần bản Thủy Sơn và bản Cóc, xã Sơn Thủy bị cô lập do mưa lũ kéo dài, gây sạt lở đường giao thông vào địa phương. Toàn xã Sơn Thủy với hơn 800 hộ dân cũng trong tình trạng bị mất điện. Tình hình sạt lở tại Thanh Hóa vô cùng nghiêm trọng khi tối ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngành chức năng đã phối hợp với trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Trung Lý, hoàn thành di rời khẩn cấp 214 học sinh từ khu ký túc xá của trường đến nơi an toàn. Trước đó, do mưa lớn kéo dài nên phía sau nhà bán trú của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Lý xuất hiện nhiều vết nứt lớn, sạt trượt và đất đá đổ ập vào 3 phòng ở của học sinh. Ngoài ra, tình trạng sạt lở cũng đe dọa đến nhiều phòng khác tại khu ký túc xá. Trước tình trạng trên, ngay trong chiều ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đã chỉ đạo ngành chức năng, nhà trường vận chuyển đồ đạc, di dời hơn 200 học sinh đến khu phòng học tầng 2 nhằm đảm bảo an toàn. Bình thường, nhà trường có 460 học sinh ở lại khu ký túc xá. Tuy nhiên, do ngày nghỉ cuối tuần nên có 246 học sinh về nhà thăm nhà, còn 214 học sinh ở lại ký túc xá và đã được di dời đến nơi an toàn. Đại diện lãnh đạo trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Lý thông tin. Cao Bằng, 20 hộ dân ngay trung tâm huyện phải di dời vì nguy cơ sạt lở. Mới đây, một số vết nứt, nguy cơ sạt lở xuất hiện trên triền đồi ở huyện Bảo Lộc khiến 20 hộ dân ở đây phải di dời. Tối 21 tháng 9, trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc cho biết, trên một quả đồi tại tổ dân phố 3, thị trấn Bảo Lạc xuất hiện vết nứt, đe dọa sạt lở nên 20 hộ dân đã phải di dời. Theo vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khoan địa chất để có cơ sở báo cáo và chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng có kết luận chính thức. Theo chia sẻ của người dân, các vết nứt trên đồi cao này xuất hiện sau những ngày huyện Bảo Lạc liên tục hứng chịu mưa lớn của hoàn lưu bão số 3 Yagi. Trước đó, trong các ngày từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9, mưa lớn liên tục trút xuống các địa bàn trong tỉnh Cao Bằng. Trên khắp các sông, suối đều xuất hiện lũ lớn gây ngập lụt khu vực ven sông, vùng trũng thấp. Đợt mưa lũ này, huyện Bảo Lạc nhiều nơi xảy ra ngập úng do mưa lớn, đất đá sạt lở. Theo bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,
từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, khả năng xuất hiện mưa to diện rộng ở phía Đông Bắc Bộ. Hiện, trên các tuyến quốc lộ 34 và đèo nổi tiếng Mã Phục quốc lộ 3, các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở đang trực chờ sụp xuống. Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm và mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng đang đề nghị các huyện, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ, diễn biến vùng áp thấp của các cơ quan dự báo, thông báo kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động tránh, giảm thiểu thiệt hại. Sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Tại Thanh Hóa, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, hôm qua, một khối lượng đất đá sạt lở vào khu nhà bán trú học sinh, 15 phòng ký túc xá của trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, khiến 214 học sinh phải di rời khẩn cấp. Chiều ngày 22 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát đã chỉ đạo chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cùng thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý vận chuyển đồ dùng cá nhân, sơ tán 214 học sinh đến khu phòng học 2 tầng của trường ở tạm nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Được biết, nhà trường có 460 học sinh ở khu ký túc xá. Ngày cuối tuần nên một số học sinh đã về nhà thăm gia đình, còn 214 học sinh ở lại. Nhà trường đang lo số học sinh về nhà, đầu tuần quay trở lại ký túc xá sẽ khó đáp ứng được chỗ ở cho tất cả các em. Chiều ngày 22 tháng 9, người dân thuộc tổ 1, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình phát hiện nhiều vết nứt dài tại khu vực Nghĩa Trang tiếp giáp với phường Thái Bình. Trước tình hình sụt lún, sạt lở nghiêm trọng này, 47 hộ dân ở đây đã được chính quyền yêu cầu di rời khẩn cấp đến nơi an toàn ngay trong đêm. Cụ thể, vị trí xảy ra sụt lún nằm trên khu vực đồi cao, cách khu dân cư khoảng 200m, bao quanh diện tích khoảng 3.000m2. Những vết nứt có chiều rộng là 30-40cm và có nơi sụt lún đến 40cm. Ngay khi nắm bắt thông tin, chính quyền phường Thống Nhất cùng lực lượng công an đã có mặt kịp thời để kiểm tra tình hình sụt lún. Đồng thời, địa phương đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình và lên phương án di rời khẩn cấp các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất, sập đổ công trình. Qua công tác kiểm tra xác định, có 47 hộ gia đình với 138 nhân khẩu thuộc phường Thống Nhất trong phạm vi ảnh hưởng của sụt lún. Các hộ này có nhà tại khu vực Ta Luy Dương, đường An Dương Vương. Ngay trong chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất đã ra văn bản lệnh yêu cầu hơn 40 hộ dân di rời toàn bộ tài sản thiết yếu từ lúc 18 giờ. Theo đó, các gia đình cần chủ động liên hệ với người thân trong khu vực an toàn để di rời nhanh chóng. Đối với các hộ dân không có nơi ở sơ tán, sẽ di rời theo vị trí chỉ định của Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, bao gồm trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất cũ, nhà văn hóa tổ 6 và nhà văn hóa trung tâm phường Thống Nhất. Phường Thống Nhất yêu cầu các hộ gia đình giáp danh và các hộ phía Ta Luy Âm, đường An Dương Vương chủ động nắm bắt tình hình, di rời đến nơi an toàn. Trong chiều và tối cùng ngày, các lực lượng chức năng trên địa bàn phường đã có mặt kịp thời vận động nhân dân giúp đỡ các hộ nhanh chóng di rời đồ đạc, vật dụng có giá trị đến khu vực an toàn. Ông Bùi Thế Đừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất cho biết, sau khi nắm bắt sự việc, địa phương đã nhanh chóng lên phương án, huy động lực lượng hỗ trợ người dân kịp thời, di rời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hòa Bình. Tính đến 22 giờ tối cùng ngày, 42 trên 47 hộ với 121 nhân khẩu đã được sơ tán đến nơi an toàn, 5 hộ không có mặt tại địa phương. Bên cạnh đó, phường lập các tổ công tác trực đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Trước đó tại xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình, cũng xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún sâu kéo dài khoảng 800m trên đỉnh đồi, đe dọa đến nhà cửa, tài sản của 111 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, hiện tượng sụt lún tại xóm Rài xảy ra trên diện tích khoảng 7 hectare với vết nứt dài từ 1 đến 3m,
sâu từ 2 đến 3 mét. Các rãnh nứt nối nhau dài trên 800 mét dẫn đến nguy cơ sạt lở trượt trên diện rộng, đặc biệt khi có mưa, đất đá bão hòa nước. Tình trạng này ảnh hưởng đến 111 hộ với 539 nhân khẩu, trong đó có 60 hộ với 278 nhân khẩu phải di rời khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn, hiện các lực lượng chức năng của huyện và xã đang duy trì trực, đảm bảo an ninh trật tự khu vực có nguy cơ sạt lở. Địa phương cũng đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân tại xóm Rài, xã Tuần Đạo.